Các bạn ơi, anh nhìn đi. Này, đây là chiếc iPhone 3G tôi vừa mới active lên thôi. Tuy nhiên thì hiện tại là do nó đã quá lâu rồi thì nó đã bay hết toàn bộ các thông tin và bỏ tiền ra check. Anh em là không tin có thể đi hỏi thợ. Đây là chiếc iPhone 3G nguyên zin, nguyên bản. Lỗi chính là lúc trước con này nó bị sập nguồn vì để trong hộp quá lâu, thành ra đã phải là kích nguồn cho con này lên để có thể sạc pin và sử dụng. Và các bạn sẽ nhìn này, nhìn cái vẻ đẹp của nó đi. Bóng bẩy, thấy cái màu đen của nó không? Đẹp nguyên bản. Con này không phải là máy dựng, cái hộp của nó thì tôi đang để bên kia mất rồi. Tôi không cầm hộp ở đây. Đấy. Toàn bộ còn đẹp 100%. Bây giờ dựng lại một cái bộ mà đẹp như thế này thì không biết là có không nhỉ? Tôi cũng hơi tò mò. Nhưng con này tại sao tôi bảo rằng là nguyên zin, bởi vì là tôi đã cầm nó từ cái lúc mà chưa bóc siêu từ rất lâu rồi. Tôi có làm clip trên TikTok, tôi bóc siêu nó ra. Nên xong đó là không mở lên được bởi vì nó đã bị lỗi nguồn rồi. Rồi, tôi sẽ cùng anh em trên tay và review chiếc iPhone 3G này. Video này được tài trợ bởi Seven đang có chương trình sale lên đến 70%. Các sản phẩm đồng giá từ 99.000, 159.000 hay 299.000. Miễn phí vận chuyển từ 0 đồng diễn ra trong 5 ngày từ mùng 1 tháng 6 đến mùng 5 tháng 6. Nhanh chân lên, số lượng cực kỳ có hạn. Rồi, chiếc iPhone 3G chúng ta thì được ra mắt vào năm 2008, sau đúng 1 năm ra mắt chiếc iPhone 2. Nhưng mà hồi đấy ra mắt vào tháng 7. Và các bạn nhớ rằng iPhone bây giờ là sao? Nó sẽ ra mắt vào mùa thu. Cái mặt lưng thì làm đen bóng. Và Apple duy nhất là một sản phẩm hồi sau có trở lại, đó chính là chiếc iPhone 7 phiên bản Jet Black, cũng đen bóng như này. Kết quả nó sẽ bị xước răm và cũng như là bị trầy rất là nhiều. Cụm camera nó vẫn là 20 MP và không có khả năng quay video nhá. Đây, để cho anh em xem. Đây là chúng ta sẽ không có khả năng quay video. Chiếc máy này còn nguyên bản đến cái mức như thế này. Các bạn thì vào phần setting, sau đó mọi người sẽ nhìn thấy phần thông tin của phiên bản iPhone OS là 2.2 nha. Các bạn thấy dã man chưa? Còn sau này nó sẽ có đổi tên là thành iOS thì chờ những phiên bản sau. Chúng ta là sẽ được giới thiệu là kho ứng dụng App Store trên cái chiếc iPhone 3G này. Đấy, xịn sò. Và tất cả những cái còn lại thì tôi đã để cho anh em xem như lần trước. Ví dụ như sẽ có một cái phần mềm tin nhắn ở đây, nó đặt tên là SMS luôn. Đó, hồi đấy chúng ta chưa có iMessage. Về sau bắt đầu là mới được giới thiệu cái dịch vụ này ra. Rồi, chúng ta có lịch, mọi thứ là gần như giống cái con lần trước mà mình đã từng trên tay cho anh em. Nhưng mà cái điểm ăn tiền là gì? Nó sẽ có jack cắm tai nghe 3.5, điều mà iPhone bây giờ cũng không có luôn. Apple đưa ra một trong những cái trải nghiệm rất là ấn tượng, đó là zoom đa điểm. Ngày xưa nhá, điện thoại chưa có khái niệm về zoom đa điểm bởi vì nó chỉ có là cảm ứng điện trở, xong rồi dùng tăm chọc rồi dùng công cụ zoom thôi. Về sau Apple giới thiệu iPhone mà có tính năng zoom đa điểm là chụm hai ngón tay ra vào như này. Đấy, ngày trước điện thoại chưa có cái đó. Về sau rất nhiều các phần mềm bắt đầu cũng update và hỗ trợ theo. Bởi vì người ta thấy cái này, ui, hay quá, tại sao không nghĩ ra làm từ đầu. Đây là một màn hình chỉ TFT, các bạn thấy là màu đen của nó lộ rõ cái hơi sáng, chuyển sang tông xám nhẹ. Và đây là màn hình 3.5 inch, độ phân giải là 320x480 pixel, mà ngày xưa gọi là nét lắm rồi đấy. Và cái này á, con này có tính năng kiểm tra độ chai pin, và đây các bạn sẽ thấy. Ừ, và nó còn có tính năng kiểm tra là một reviewer có học hay không. Các bạn nhìn thấy là chứng minh không có học rồi đấy. Đấm cái vỡ mồm. Con này của chúng ta ngày xưa cũng trang bị cấu hình khủng. Thứ nhất là về bộ nhớ ở đây. Nó ghi một phiên bản luôn, ngày xưa iPhone bán ra là ghi luôn phiên bản bộ nhớ nhé các bạn. Bây giờ thì nó hiện tại nó không còn ghi cái đấy nữa rồi. Ví dụ như của mình là phiên bản là 8GB, nó có một cái bản là 16GB cao nhất, nhưng RAM của nó chỉ là 128MB thôi. Rồi, và pin của chiếc điện thoại này tôi kiểm tra xem, bởi vì ngày xưa chả ai để ý pin của iPhone. Đúng thật, nó cũng không ghi ở đây dung lượng pin của iPhone luôn. Ngày xưa Apple thì chỉ công bố thời gian sử dụng thôi, thành ra bây giờ các bạn không tìm lại các cái thông tin về dung lượng. Nếu mà cố tìm được Google thì có lẽ là sẽ có rồi, nhưng mà thôi, tôi sẽ không tìm để làm gì cả. Vậy như vậy qua video này tôi đã trên tay chiếc iPhone 3G nguyên zin mà rất vui mừng là tôi có thể giữ lại tới thời điểm này. Và đúng, các bạn cảm thấy video đừng quên like, share nó với bạn bè. Và các bạn có muốn tôi làm một video trải nghiệm là một ngày sử dụng chiếc thoại này xem nó như thế nào không? Bởi vì chiếc 2G sau này sẽ bị cắt sóng tại Việt Nam. Hẹn lại bạn video sau. Đố ông sử dụng được tại Việt Nam. Anh em đố ông ấy sử dụng được một ngày. Thề luôn. Nên tôi sử dụng được một ngày thì chúng ta sẽ cùng nhau report kênh Khương Ngọc được không ạ? Zin, hey, subscribe, zin, hey, subscribe, zin, hey, subscribe, zin, hey, subscribe, zin, hey.